Lễ kính Đức Thầy, kính thưa Sư Nang Đa và kính thưa toàn thể chư quý vị. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 niên Nhâm Dần, được một cái mai duyên cô bác bà con mạnh thường quân ở các nơi trong và ngoài nước có ủng hộ tịnh tài để ba anh em phóng sanh Châu Phú, Thành Hậu và Tướng Dũng, bên cạnh cũng có lang thang đi theo. Và sau khi chương trình phóng sanh, một cái mai duyên hơn nữa là có sự góp mặt của Sư Nang Đa đến đây để cùng chú nguyện cho tất cả những cái vong linh được siêu thoát, và nguyện đem công đức lành đó để cho tiêu trừ tất cả các chướng nghiệp, những quan gia trái chủ. Thì hôm nay một lần nữa thay lời cho bà con cũng xin chân thành cảm ơn, cũng tri ân công đức của sư đã đến đây. Và nhờ sư chia sẻ đôi nét về vấn đề đạo pháp, thì trước khi sư trao đổi, Thành Hậu xin phụng ngâm lại một đoạn sấm thi của Đức Thầy. Sau đó nhờ sư chia sẻ về vấn đề lợi ích, tại sao tất cả những cô bác bà con cũng như quý vị Phật tử phóng sanh, lợi ích như thế nào cho chúng ta có một cái điều mà chúng ta cố gắng thực hiện cho tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Theo dõi gót người xưa mới kịp dừng mây lành, ngũ sắc hào quang Phật thánh tiên đông đổ lướt sang miền Nam địa, phân chia đẳng cấp nước cờ mới nay đã khởi sắp trổ tài hay biển lớp non dời. Dưới cùng trên ám mây đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuần, tạo nền mong thanh quân đặt cơ dừng nơi triều ca gầy dừng tối hiền. Giờ mắt cầu thiên lý vì nhiên, nên còn đại thiên quay nấy lình, tỏ tình đời ít câu cung thịnh, mong kháng quang vào cửa xem tuồng. Cỏ cùng cây điêu thú chim muôn, nhân giới vật quần lai bồn tanh. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lôi đạo nhà. Giờ hát câu phụ tử khai ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơi. Bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc Chúa hiền tôi chung. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, thì tiếp theo chương trình hôm nay, nhờ sư Quan Hỷ chia sẻ lợi ích để phóng sanh, nhờ quý vị mình cũng ủng hộ chàng pháo tay. Và Nam mô Đà Phật. Và kính mời sư.
Nam mô Sakya Muni Buddha. Sa thú, sa thú, sa thú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, lành thay, lành thay. Nâng đa trân trọng xin chào tất cả chư vị thiện nam tín nữ, thiện nữ nhân, chư vị lãnh tụ tôn giáo, chư vị tiên sinh, chư vị nữ sĩ, cùng chư vị tướng dụng, chư vị thành hậu, chư vị châu phố, cùng tất cả đại chúng trên dòng sông Mekong tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đất nước Việt Nam, tại thế giới Sa Bà này. Xin trân trọng chào các chư vị. Cái cảm giác mà cũng suốt 26 năm rồi tôi mới ngồi lại dưới ghê. Bởi vì hồi đó mình sinh ở quả miền Tây, cho nên cảm giác này nó hiện lại, nó giống như là cái làn sóng mà nó lăn có từng cung bậc. Đại khái là cái tỉnh An Giang chúng ta là chư vị Phật giáo Hòa Hảo ngày càng phát triển, ngày càng đông đúc. Hồi nhỏ cách đây giờ hơn 20 năm trước, anh đã từng sống với chư vị Phật giáo Hòa Hảo gắn bó. Cái thứ nhất là chúng ta thường hay làm các công tác thiện nguyện gồm có các mạng tu trư công đức. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt là các chư vị làm công tác phóng sanh này. Chữ phóng là buông, sanh là cái mạng. Trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thời điểm này chúng ta đang ngồi đây là hiện tại. Trong quá khứ chúng ta đã sát sanh quá nhiều, hiện tại cũng giết hại động vật quá nhiều, tương lai chưa biết ra sao. Đúng nghĩa chuẩn từ của nó chính là phước đức, không phải là công đức. Công đức chính là chúng ta tu tập được. Chữ công là công án, công sức của chính mình. Đức là đức năng của thành tựu, hay nói khác là công năng đặc dị. Nhà khoa học họ gọi là định thể cảnh quan. Này, chúng ta cùng làm một cái công tác này hết sức là thù thắng, bởi vì cái lợi ích viên mãn lớn nhất của đời người chúng ta chính là phước đức phóng sanh này. Tại sao gọi là phước? Tất cả chúng ta cùng vinh đệ bỏ tịnh tài ra để chuộc lại, mua lại mạng sống này. Nếu không có chúng ta, tất cả chúng sinh nãy giờ có lẽ trong 3 ngày sau hoặc 1 tháng sau là trở thành thực phẩm cho mọi người tại Việt Nam này cũng như toàn cầu thế giới. Do tâm từ bi của chúng kết tất cả các chư vị từ bi rộng lớn, lòng thương xót vô lượng vô biên, các chư vị bỏ chút tịnh tài ra, mỗi một người một phần, gọi là mua lại cái mạng sống này để phóng sanh, để buông thả mạng sống sinh vật này. Cái lợi ích lớn nhất của nó phóng sanh là chúng ta được thọ mạng niên trường. Nói khác, khi phóng sanh như thế này thì cái tuổi thọ của chư vị của chúng ta mỗi ngày một gia tăng. Không có một cái phước đức nào lớn nhất bằng cái phước đức phóng sanh này, hay gọi năm na là chúng ta gọi là công đức, cũng tạm được rồi là như vậy. Cho nên ngày hôm nay Nam Đa hết sức quan hỷ, vào 20 năm trước
25 năm trước, Nang Đa mỗi một lần đi phóng sanh là khoảng chừng 200 đến 250 người, tất cả khắp nơi trở về các dòng sông này để mà phóng sanh. Tuy nhiên, trong suốt 25 năm nay, Nang Đa không còn thời gian nữa, chỉ còn lại thời gian là tu tập và chia sẻ Phật Pháp với tất cả các chư huynh đệ. Cho nên cái đoạn đầu tôi trở lại là suốt hơn 25 năm nay tôi mới ngồi lại dưới ghe như thế này, hết sức là cảm thông, quan hỷ, thân mật. Cho nên cái vấn đề phóng sanh hôm nay là thù thắng viên mãn nhất, được lợi ích cho chúng ta. Lịch là gì? Là cái thứ nhất là lòng từ bi rộng lớn. Bởi vì mỗi lần chúng ta còn lại ăn sinh mệnh thì mỗi lần chúng ta nghiệp sát rất nặng. Mỗi lần nghiệp sát rất nặng thì thọ mạng chúng ta giảm dần xuống. Cho nên mỗi lần phóng sinh thì tăng trưởng phước đức, tăng trưởng công đức. Công đức đó chính là thọ mạng. Chẳng những chúng ta hưởng thọ, hưởng thụ được cái thọ mạng này, mà kể cả cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ đã mạng chung cũng có thể quá giải được quan gia trái chủ. Cha mẹ hiện tiền cũng có thể được an lạc, hạnh phúc và tăng trưởng tuổi thọ. Cho nên công đức phóng sanh, phước báo phóng sanh này là sánh bằng với tất cả những công đức khác. Các bạn thấy có một số tôn giáo khác, họ không biết làm công tác phóng sanh này, nhưng trong Phật giáo và Phật giáo Hòa Hảo lại là làm công tác phóng sanh này trong suốt thời gian qua. Chúng ta định nghĩa là chỗ này, cái phước đức và công đức phóng sanh này là để cho chúng ta đầy đủ đạo lực, năng lượng từ trường sống. Bởi vì tại sao đầy đủ công đức từ trường năng lượng? Bởi vì ta tha thứ cho một mạng sống, ta chuộc lại một mạng sống là chính là ta cứu ta. Mỗi ngày chúng ta càng sát hại, càng bắt tất cả các loài bò bay sửng động để chúng ta giết hại ăn thịt, thì thọ mạng chúng ta lại mỗi ngày giảm dần xuống, ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ là mình bắt một cái con bò hay là một con gà, khi mà chúng ta đã phát tâm, khởi tâm động niệm bắt chúng, thì thật sự chúng rất là sợ hãi, chúng tìm đường tẩu thoát. Như vậy thì cái dòng máu của chúng sẽ đi lên tới não, cái dòng máu đó đi khắp toàn thân trong cơ địa, thì máu đó biến thành tất cả những nhóm máu độc. Sau khi chúng ta ăn chúng vào thì chúng ta sẽ bệnh tật rất nặng. Thứ hai, nếu chúng ta không phóng sanh thì quá giải được giữa con người và ăn quán hận thù. Có chuyện gì thấy? Tại sao ngày nay đại nạn quá lớn, chiến tranh, thảm họa, tai nạn, virus corona? Ví dụ như là nhà nước Hồi giáo IS Hồi giáo, không phải mà tự nhiên họ lại giết hại người khác các gì? Trong kinh Tạng Nikaya trang 1822 có nói: trong quá khứ ta từng giết động vật, từng giết con người, cho nên khi hội đủ nhân viên trải vô lượng kiếp, trải trăm ngàn muôn kiếp, trải qua 10 kiếp sau, 1 kiếp sau, khi hội đủ nhân viên này, chúng sẽ lấy mạng lại chúng ta. Đó nói gì trong quá khứ của nhân quả nghiệp báo. Còn ngày hôm nay, sở dĩ virus corona tấn công chúng ta gần 2 năm nay, như vậy thì trong hiện tại này, trong quá khứ này, chúng ta đã lao trôi lăn xong trong dòng sanh tử, giết giết hại hại, tử tử sanh sanh, sống sống chết chết, là do tâm điên đảo, tham vọng, sân giận, si mê, ngạo mạn, mà chúng ta tâm địa từ bi lại mỗi ngày giảm dần. Vì vậy thì hôm nay các chư vị, tất cả đại chúng bỏ tỉnh tài tỉnh giận ra,
dùng tịnh tài của mình chuộc lại mạng sống này, chính là mỗi ngày các bạn tăng trưởng thêm lòng từ bi rộng lớn. Khi từ bi rộng lớn rồi thì ăn quán không còn nữa. Khi tình thương đã có cho nhau, chúng ta và động vật, thì sẽ khép lại sự chiến tranh, khép lại sự bệnh tật. Cho nên virus corona trong thời hiện tại này chỉ mới là cảnh cáo chúng ta thôi. Nếu như chúng sanh chúng ta con người không dừng lại tâm sát hại động vật, thì e rằng thời gian sắp tới trong tương lai, con người lại bị một quả báo lớn hơn nữa. Đó là một trận dịch kinh hoàng thế giới, chỉ còn hối mửa mà chết. Đây là thật, không phải giả. Nếu tâm thiện con người mỗi ngày tăng trưởng, tâm ác lại bị đẩy lùi xuống, thì thọ mạng con người và thế giới này sẽ hóa giải được đại nạn của nguy cơ trong thế kỷ 21 này. Đây là thật, không phải giả. Nếu cái năng lượng từ trường thiện mỗi ngày lớn mạnh, thì cái năng lượng từ trường ác nó lại nhỏ lại. Còn nếu mà cái ác nó lớn hơn thì cái thiện nó nhỏ xuống, thì thế giới này trở thành một trận địa trong thế giới này, gồm có thảm họa, chiến tranh, tai nạn, virus corona, biến chủng sắp tới. Cho nên cái năng lượng của chư vị hôm nay chính là cái năng lượng từ bi vô lượng, không thể tả bằng. Cho nên cái công đức này thù thắng chính là thọ mạng lâu dài, giảm xuống bệnh tật, hóa giải hài hòa, hóa giải nguy cơ, hóa giải luôn tất cả tai nạn, là do công đức phóng sanh của ngày hôm nay. Hay nói khác, chúng ta phóng sanh ngày hôm nay là tăng trưởng thêm đạo lực tu hành của chúng ta. Khi đầy đủ đạo lực, năng lực rồi, thì tất cả những cái khái niệm ác đó sẽ dần dần sẽ khép lại, được chuyển hóa. Cho nên chúng ta cứu được một chúng sanh đang sắp sửa bị giết hại, thì các bạn nghĩ còn hơn là chúng ta xây 10 bảo tháp. Nếu các bạn xây bỏ tiền để xây bảo tháp mà không tu tập, thì bảo tháp đó chỉ là bảo tháp, không phước báo, không công đức. Như vậy các bạn bỏ tiền ra để chuộc lại mạng sống này, để cho chúng sanh có một mạng sống như chúng ta. Bởi vì con người vẫn tham sống sợ chết, thì tất cả chúng sanh vẫn tham sống sợ chết đồng cảm như chúng ta. Như vậy thì cái đại bi tâm này, ở ngày hôm nay các bạn phát được cái tâm bồ đề này, thì hóa giải tất cả ăn quán hận thù của quá khứ, hiện tại, tương lai. Như vậy thì công đức phóng sanh này có nghĩa là đồng nghĩa với công đức chúng ta niệm Phật, trì chú, thiền định. Cho nên nếu ngày ngày chúng ta đem lại tâm thiện này để bảo hộ được tất cả chúng sanh, vạn vật, hàm linh, muôn thú, thì thế giới này có thể hóa giải được đại nạn trong thế kỷ 21 này. Công đức phóng sanh thù thắng và lợi ích không thể tả bàn chính là cái chỗ đạo lý này. Cho nên khi trong ánh mắt của Nang Đa Toi nhìn các chư vị làm công tác này, thật sự mà nói, trong tâm hồn tôi hết sức là đại quan hỷ, không thể tả bàn. Vậy mong từ đây về sau này tất cả đại chúng chúng ta hãy làm một cái công tác phóng sanh này ngày càng lớn mạnh, để phát tâm đại từ bi, đại trí tuệ, phát tâm bồ đề, mà mỗi ngày dũng mãnh tinh tấn bảo hộ chúng sanh, chính là bảo hộ chúng ta. Còn chúng ta sát hại chúng sanh, chính là đồng nghĩa với giết hại chúng ta. Bởi vì sao con người hiện nay bệnh tật quá nặng? Đó là do từ trường của năng lượng sát hại. Đến một cái chu kỳ nhân duyên đã đến, thì như vậy tất cả chúng sanh này, hàm linh muôn thú này, quan gia trái chủ đã biến vào thân ta để báo thù đòi mạng chúng ta.
Nếu ngày hôm nay chúng ta phát tâm được đại từ bi trí tuệ này, thì ngay từ chỗ này và tương lai sẽ giảm xuống ăn oán hận thù sâu nặng, thì tất cả bệnh tật dần dần sẽ chuyển hóa được. Công đức phóng sanh đồng nghĩa với công đức niệm Phật để sự giải thoát cho chúng ta. Hay nói khác, hôm nay là chúng ta đã giải thoát được cho tất cả chúng sanh. Cho nên tâm Bồ Đề rộng lượng ngày càng tăng trưởng, từ bi càng viên mãn, thì tất cả các chư vị sẽ tăng trưởng được trí tuệ vô ngại bất khả tư nghị. Công đức phóng sanh và phước đức phóng sanh chính là cái đạo lý này. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa sư, vừa qua sư cũng trình bày đối với cái công đức phóng sanh. Như vậy thì hiện nay những cái vị phát tâm theo phóng sanh, rồi những vị này có tương lai mai hậu mình có được siêu thoát hay hoặc là được về trên cảnh giới an lành gì không sư? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Phóng sanh đây chính là, nó không phải là công đức. Chúng ta phải phân định được chữ công đức chính là các chư vị tu tập qua các pháp án của chính mình, niệm Phật hay trì chú hay thiền định. Còn từ phóng sanh này, nó không phải là cái chữ công đức, mà đó là phước đức. Bởi vì đức là gì? Là chỉ cho trạng thái của từ bi, là đức năng của thành tựu. Phước là các chư vị dùng các tịnh tài của mình có được mà chuộc lại mạng sống của chúng sanh này. Nếu chúng ta phóng sanh thì đời sau sẽ tăng trưởng phước báo công đức, và đời này tăng trưởng thọ mạng. Còn nếu giải thoát thì chúng ta chẳng qua là giải thoát cho mạng sống, còn bản thân ta muốn giải thoát về cõi Phật hay về cõi trời thì tu trư công đức. Nếu các chư vị tu phước trong hiện tại và vị lai, khi thọ mạng đã khép lại, tâm thức chúng ta sẽ đi trong lục đạo này, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, cõi người, cõi Atula. Như vậy thì tu chư công đức này thì sanh về trong sáu cõi này. Còn nếu các vị muốn giải thoát trong kiếp này thì bắt buộc chúng ta phải phát tâm đại bồ đề. Một là họ tu thiền Vipassana, hai là họ tu mật tông trì chú các tông phái khác, còn ba là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta chuyên tâm tu pháp môn tịnh tông, chính là niệm Phật. Niệm Phật viên mãn, niệm niệm không ngừng niệm, đi đứng nằm ngồi đều có niệm. Nước chảy cũng tiếng niệm Phật, mây trôi cũng nghe tiếng niệm Phật, tiếng sóng vỗ cũng nghe tiếng niệm Phật. Hay nói cách khác, cái chỗ niệm này nó đi vào tâm thức của chính mình, trụ trong chánh niệm, chánh định. Ngày ngày đều có niệm Phật, không thể quên lãng. Thì như vậy, đến kết thúc mạng trung thời thì chúng ta mới có phần giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Còn nếu chúng ta phóng sanh như thế này là điều tốt trong tốt, để quá giải ăn quán hận thù, tăng trưởng tâm từ bi, bệnh tật đều khép lại. Nhưng ở chỗ là cái mảng tu tập là khác với phóng sanh. Như vậy các bạn, các chư vị phóng sanh nhưng phải tu trư công đức chính là niệm Phật. Đến hơi thở cuối cùng không ngừng niệm, chỉ còn là một niệm tha thiết cuối cùng, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trong Nam Mô A Di Đà Phật này, các chư vị hãy quan hỷ rằng là phải loại bỏ được cái đại ngã, đó là tham vọng, sân giận, si mê, ngạo mạn, ganh tị, đố kỵ, vọng tưởng, phân biệt, chấp thủ, ngã chấp, tình chấp sâu nặng. Thì như vậy, phương pháp niệm Phật, phương pháp trì chú, phương pháp thiền định thì mới có thể vượt khỏi luân hồi mà sanh về cõi Phật. Đó là chúng ta tu trư công đức mới có thể thoát khỏi luân hồi trong kiếp này.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Quý Sư, làm ơn giải dùm cho tất cả quý đồng đạo. Thì như sư đã khuyên, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, niệm theo cơn gió hay là theo những dòng nước, thì bà con cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà có những vị rất là nhiều luôn, đa số luôn hay bị khởi sư. Khi mà cái khởi lên cái khởi này thì mình diệt được cái khởi đó rồi, thì lại khởi lên cái thứ hai và cái thứ ba tiếp tục khởi, thì mình phải làm như thế nào? Bạch sư lý giải dùm cho Châu Phú. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ khởi này, cái khởi đầu tiên của con người chính là dục vọng. Sorry, có phải gì hay không? Cái giới thứ hai, khởi thứ hai là tiền tài danh lợi, danh vọng địa vị quyền lực. Cái khởi thứ ba là giờ này người tình tôi đang ở đâu rồi. Trong tất cả những cái này gọi là khởi tâm động niệm, tập khí phiền não. Kể cả người xuất gia cũng thưa các chị, nếu chúng ta không có một cái định lực tu hành, chỉ niệm Phật, lại Phật, lại Phật, hay là trì chú thiền định, mà chúng ta không một cái công án để mà chuyển hóa được dục vọng này, thì e rằng trong quá trình chúng ta niệm Phật vẫn mãi bị khởi động. Chính bản thân tôi vào 20 năm trước cũng vậy. Cái khởi đầu tiên chính là cái bộ máy của vật lý này. Cái cảm thọ qua ái dục của cha mẹ sanh ta ca. Thứ hai là tài, tiền tài, danh lợi, địa vị, quyền lực. Đây là thuộc về tập khí, mà cơ địa gọi là tập chất. Từ vô thị kiếp tới nay là chúng ta đã sống trong dục vọng rồi. Cho nên trong Phật giáo Hòa Hảo cũng như là những Phật giáo truyền thống, khi họ niệm Phật, tâm họ vẫn còn loạn động lao trao. Cứ niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây không phải là niệm, mà đó là xưng ngưỡng, xưng danh. Hay là mình dùng cái câu là Nam Mô Đức Vịnh Giáo Chủ, đây là mình đọc cái tên của Ngài. Hoặc là mình xưng danh, mình tán thán công đức, chứ không phải là niệm. Hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi ngày Nang Đa cũng đều đọc cái tên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ niệm ở đây là chữ mát ca, chính là tâm mình phải niệm vào trạng thái đó, tức là đi đứng nằm ngồi trong các hệ tư tưởng, thì cái tiếng Phật này nó lăn đi vào tâm hồn của chúng ta. Giống như một vị ca sĩ họ hát một cái bài hát, thì họ phải nhập tâm vào bài hát này, thì bài hát này nó sẽ thành tựu viên mãn. Thì người niệm Phật chúng ta cũng vậy, nếu miệng ta niệm mà tâm không niệm, thì e rằng nó không đi vào tâm thức của chúng ta. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta đều Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm hồn là chấn động, thì coi như công đức này lại quá khó. Như vậy thì công đức chính là gì? Chính là khi các chư vị niệm chỉ cần 15 phút thôi, ít nhất, nhiều là 3 tiếng, không suy nghĩ việc gì, chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai, không nhất niệm trong ba cái này, quá khứ, hiện tại, tương lai, không suy nghĩ. Các bạn hãy chủ tâm vào chánh niệm chỉ một câu Phật hiệu đó, không suy nghĩ việc gì. Tiền, tình, danh, lợi, địa, vị, quyền, lực, buồn, vui, cảm, thọ, trong quá trình niệm Phật này, các chư vị hãy ép vào tâm hồn chính mình chỉ một câu Phật hiệu đó, thì như vậy tất cả khái niệm động loạn này, dục vọng này, hay khởi tâm động niệm thì nó chuyển hóa dần dần. Còn nếu mà muốn chuyển được cái tâm khởi tâm động niệm này, thì các pháp thiện, các pháp ác không chấp vào tâm. Nó động hay tịnh không quan trọng nữa, quan trọng chính là tâm niệm của chúng ta trụ vào chánh định. Chánh định chính là tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta còn suy nghĩ trong quá trình niệm Phật, nó động hay loạn, chúng ta còn nghe thấy được cảm giác như thế nào đó, thì như vậy
trong cái công năng niệm Phật này, trong quá trình niệm Phật này 3 tiếng hay là 1 tiếng 15 phút thì công đức không viên mãn. Chỉ cần khi bạn ngồi được 15 phút đến 3 phút không suy nghĩ gì gì, tâm không suy nghĩ, tất cả đóng kín khái niệm lại hết, nó buồn hay vui hay cảm thọ ren rét giận hờn ganh tị đố kỵ xung quanh hết, đây là nằm trong cái đại ngã của tạp niệm. Trong quá khứ đã có rồi, nó đã đi sâu vào trạng thái tâm thức rồi, nó không chuyển được. Như vậy thì mỗi ngày các chư vị niệm công án niệm Phật này thì chuyển hóa được những khái niệm khởi tâm này, thì như vậy lâu ngày vài tháng thì tất cả những niệm này nó chìm xuống, nó nằm sâu xuống, nằm im xuống. Nhưng muốn chuyển hóa nó đi thì một kiếp này chỉ nương vào một câu Phật hiệu A Di Đà Phật thì tất cả các khái niệm nó sẽ đóng kín lại. Tại vì sao? Nếu mình không niệm Phật thì sinh sôi chính là của một niệm ma. Một niệm ma là gì? Chính là vọng tưởng, sân giận, si mê, ngạo mạn, ganh tị, đố kỵ, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu chúng ta không còn phân biệt những khái niệm này nữa hết, hay là trong cái đại ngã này chúng ta rốt mèn được, gom tâm lại hết, chỉ chủ vào một cái Phật hiệu này, thì tất cả những khái niệm động loạn này sẽ không còn được, sẽ chuyển hóa được. Đó là các chư vị, các vị pháp sư, các vị lão sư mà đã từng chia sẻ, đã từng dạy bảo cho tôi. Trong quá trình niệm Phật, tôi đã nghiên cứu được thiền định, tịnh tông, mật tông, thiền tông, các tông phái khác. Nhưng tôi trải nghiệm phương pháp niệm Phật này là thù thắng viên mãn nhất. Tất cả những đại nạn đều chuyển hóa được do công năng niệm Phật này. Mỗi ngày, mỗi lần mà các bạn niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật thì công đức vô lượng vô biên. Nhưng trong công đức vô lượng vô biên này, mỗi một niệm là chư vị không suy nghĩ việc gì, không niệm ai hết, không niệm vợ, không niệm chồng, không niệm sư phụ, không niệm huynh đệ, chỉ một câu Phật hiệu này. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài cũng đã kêu bảo chúng ta, khuyên gọi chúng ta là trong quá trình niệm Phật để không động niệm, chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là công đức vô lượng vô biên. Thì như vậy lâu ngày thì tất cả những khái niệm động loạn này sẽ dần dần khép lại. Bởi vì cái động niệm này là trong quá khứ, hiện tại ta đã có rồi. Các vị muốn chuyển được cái động niệm này thì phải có thời gian. Nhưng đừng bao giờ để ý đến cái vấn đề, suy nghĩ đến vấn đề động loạn, cứ kệ, không sao hết. Chỉ ép tâm vào niệm niệm không ngừng niệm Phật, Phật cùng tâm, tâm tâm cùng Phật, Phật Phật cùng niệm, niệm niệm cùng tâm. Đó chính là chân niệm. Thì tất cả những khái niệm động loạn mà các chư vị vừa nêu lên thì dần dần nó sẽ lặn xuống, giống như mặt nước tĩnh lặng. Nước là nước, cặn là cặn, bã là bã. Cái tâm động niệm này nó chính là cặn bã với lòng đái, còn cái tâm thanh tịnh chính là thủy, là nước. Đó chính là công án niệm Phật để mà chuyển hóa khởi tâm động niệm của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thập Tùng xin có đôi lời cùng chư là đồng đạo và quý vị phát tâm thiện nguyện phóng sanh. Và cùng hôm nay là trước nhất là Thanh Tùng có chút đôi lời. Hiện tại là quý chư đồng đạo được nhiều sức khỏe và hàng năm phát tâm thiện nguyện mạnh hơn nữa. Và cuối cùng là niệm Phật sanh Tây Phương. Thanh Tùng xin làm bốn câu thơ kính chúc trước nhất là Việt Nam, sau đó là toàn thế giới như sau. Việt Nam đất Phật cảnh quê ta, các bạn đồng tu thiện nghiệp mà, mỗi phút trôi qua chuyên niệm Phật,
có ngài kiến diện Đức Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch sư, dạ cho con xin được phép được hỏi sư là ví dụ một người niệm Phật làm lành, chuyên niệm Phật mà không phát nguyện giảng sanh, như vậy thì khi lâm chung Đức Phật A Di Đà có tiếp dẫn được không ạ? Dạ thưa sư. Ví như có một người họ muốn sang châu Âu để mà định cư bên đó, một là Hoa Kỳ, hai là Pháp, ba là Anh. Cái tâm niệm họ lúc nào cũng muốn sang về những đất nước châu Âu này để họ tồn tại mà sinh sống. Nhưng nếu những người châu Á chúng ta qua đó mà không có những người bên châu Âu họ bảo lãnh, không người giúp đỡ chúng ta, thì suốt đời này chúng ta cũng khó mà đi qua bên đó. Cũng lại như vậy, nếu một đời này niệm Phật mà chúng ta không phát nguyện nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề tâm, chính là phát cái tâm để cầu sanh về thế giới ấy. Bởi vì cái người mà tiếp dẫn chúng ta đó chính là Đức Phật A Di Đà. Ngài đã phát lên 48 đại nguyện, nhất là nguyện thứ 18: nếu ai niệm danh hiệu ta, nguyện sanh về thế giới ta. Từ một niệm đến 10 niệm, từ một niệm, từ 10 niệm đến 10 niệm, đến phút mạng chung, ta sẽ tiếp dẫn người ấy sanh về đất nước cực lạc. Đây là chỗ nói đến nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện. Như vậy, nếu một ngày chúng ta niệm Phật mà không phát nguyện giảng sanh thì e rằng khó mà vãng sanh. Nhưng trong kinh Đại Tập có nói, vì một chúng sanh có niệm nhưng không phát nguyện niệm thì ta dẫn đến tiếp dẫn người ấy giảng sanh. Đó là trong kinh Đại Tập. Mà người niệm Phật đó họ không thể nào nhớ cái phát nguyện để nguyện giảng sanh, thì trên kinh Đại Tập này, khi một chúng sanh nào niệm danh hiệu ta mà không phát nguyện về thế giới ta, ta dẫn tiếp dẫn người đó giảng sanh. Đó là trên kinh Tạng của Đại Tập. Còn kinh Tạng của kinh Vô Lượng Thọ, đó là nguyện thứ 18: nếu ai niệm danh hiệu ta, nguyện giảng sanh thì giới ta, về thế giới ta, sau khi mạng chung, ta đến tiếp dẫn người ấy sanh về thế giới ta. Đó là nguyện thứ 18. Cho nên các bạn hãy an tâm, dù niệm Phật phát nguyện giảng sanh hay không phát nguyện, thì công đức này, tu chư đại công đức này, đến khi mạng chung mà chư vị loại bỏ được tất cả đại ngã trong tâm hồn của chính mình, thì công đức niệm Phật này hết sức thù thắng dương mạng. Đến khi mạng chung, Đức Phật A Di Đà dẫn tiếp sanh, tiếp dẫn một chúng sanh ấy giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là thật, không phải giả. Nhưng muốn được giảng sanh hay không thì tín nguyện trì danh phải sâu sắc, tin phải sâu, nguyện phải chắc. Một đời này ta dứt pháp, chấm hết cuộc đời, là không nguyện tái lai đời sau làm người đến thế giới Ta Bà nữa. Bởi vì nó quá sầu, quá khổ. Cho nên một kiếp này ta quyết định chấm hết, thì công đức năng niệm Phật này chúng ta sẽ có phần vãng sanh về cực lạc. Nhưng nếu không loại bỏ được đại ngã thì niệm Phật suốt đời này sẽ không bao giờ vãng sanh với các chị. Đại ngã đó chính là tham vọng, sân giận, si mê, ngạo mạn. Như vậy phải loại được những thứ này trong tâm hồn của chính mình, thì đức năng công đức niệm Phật này mới có phần vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có chưa dự thấy cho Phật giáo Hòa Hảo hay là Phật giáo, rất là nhiều tín đồ họ niệm Phật, 1.000 người đến 10.000 người, cuối cùng các bạn thấy chỉ có 5-3 vị hay là 10 người vãng sanh. Tại sao vậy? Niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều là điều tốt.
nhưng chúng ta không loại bỏ được đại ngã này. Cho nên 997 người là không giảng sanh, chỉ còn lại 3-4 người giảng sanh. Đó là họ loại bỏ chuyển hóa được đại ngã. Cho nên muốn giảng sanh hay không là tín nguyện phải đầy đủ, phải tha thiết, phải muốn về quê hương cực lạc, chính là quê nhà của chúng ta. Thì đến khi mạng chung thì các chư vị không cần phải lo nữa, mà chắc chắn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta sanh về cõi nước ấy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin thay lời cho toàn thể quý vị ở đây và quý vị xem trên màn ảnh nhỏ trong và ngoài nước, xin chân thành tri ân công đức của Sư Đăng Đa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thì thưa quý vị, vừa qua Sư cũng chia sẻ những cái điều Phật Pháp để cho chúng ta trên con đường tu tập. Mong rằng toàn thể quý vị cố gắng nương theo, cầu chúc cho toàn thể cô bác và chư đồng đạo ở các nơi, quý vị Phật tử luôn luôn thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành và tinh tấn tu hành cho đến ngày tròn thành hạnh nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị đồng đạo cùng các chư vị, nếu hôm nay chúng ta được 30 vị như thế này, nếu mà chúng ta muốn phát triển thì thật sự mỗi ngày các chư vị hãy phát tâm Bồ Đề mạnh mẽ, có đầy đủ đạo lực phóng sanh. Nếu các tư tưởng của chúng ta mỗi ngày mạnh mẽ đạo lực phóng sanh này, tâm từ bi, thì sẽ chuyển hóa được tất cả những nỗi đau trong cuộc đời này. Nếu hôm nay 30 người, 20 người, nhưng hôm sau chúng ta phóng sanh lần kỳ thứ 3, thứ 4, thứ 100, thì phải mỗi ngày một phát triển đông hơn. Tu đạo chúng ta mỗi ngày huynh đệ phải đoàn kết được tôn giáo, xóa bỏ chủng tộc của kỳ thị, chuyển hóa những cái chủ nghĩa độc tài và loại bỏ những cái chủ nghĩa thần quyền, để con đường chúng ta đi đó là chánh đặng, chánh giác, đi trong chánh tính mà không bị mê tín. Thì vì mỗi ngày huynh đệ chúng ta cùng ngồi lại với nhau đàm đạo, tu hành đầy đủ công đức sống, thì thật sự sẽ đem lợi lạc cho bản thân, cho cha mẹ, cho người thân và cho tất cả chúng sanh. Thì cuối lời, Đăng Đa xin mạn phép được nguyện cầu cho tất cả các chư vị thân tướng trang nghiêm khỏe mạnh, tâm thức thân dân an định, ngày ngày tinh tấn tu hành, thành tựu đạo nghiệp viên mãn, đến khi mạng báo thân, sanh về cõi nước cực lạc.